sắp tới rồi em. Thật sự là toàn đội cảm thấy khá tiếc nuối với cái kết quả ngày hôm nay, nhưng mà mặc dù là như vậy nhưng mà toàn đội hôm nay đã thi đấu với một cái tinh thần rất là quả cảm, mặc dù là kết quả không được tốt. Thật sự ngay từ đầu thì toàn đội đã chỉ muốn tập trung cho trận đấu của mình, và điều quan trọng hơn cả là mình thể hiện như thế nào và sẽ thi đấu như thế nào ở trận đấu của mình thôi. Thật sự thì mặc dù là có một kết quả không tốt, nhưng mà thầy vẫn luôn dành cho toàn đội một cái sự động viên cũng như là khích lệ tinh thần. Đây là một cái giải đấu trẻ và toàn đội sẽ phải tiếp tục hoàn thiện bản thân nữa để hướng tới những giải đấu tiếp theo. Thật sự thì trong bóng đá là đấy chỉ là những tai nạn thì không thể tránh được, và đây sẽ là một bài học để cho Dũng hoàn thiện bản thân sớm hơn nữa. Sự như mọi người thấy thì Triều Tiên đã thi đấu rất là quyết tâm và có một lối chơi rất là khó chịu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.